Ngày 3 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Thắm, 44 tuổi, ngụ khu phố Bào Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, tạm trú tại ấp Dòng Lớn A, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, do làm ăn thua lỗ, Thắm nợ hơn 3,8 tỷ đồng tiền mua cá lóc của nhiều người trên địa bàn huyện Trà Cú và không còn khả năng chi trả. Từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022, Thắm tiếp tục nợ tiền mua cá trên 1,1 tỷ đồng và hứa hẹn sau 4 ngày sẽ trả đủ. Tuy nhiên, sau khi bán cá thu được tiền, Thắm không trả tiền cho bị hại, mà dùng số tiền trên vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân. Khi đến hạn trả tiền thì Thắm nói mua bán thua lỗ, không còn tiền trả. Biết bị lừa nên bị hại gửi đơn tố giác.